Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức review các sản phẩm đồng hồ chính hãng của Doseco. Với anh em yêu thích đồng hồ Nhật Bản thì chắc hẳn cái tên Orient đã trở nên quá độ quen thuộc, một nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng hàng đầu xứ sở hoa anh đào. Nhưng khi nhắc tới Orient thì điều khiến cho tất cả những ai yêu đồng hồ đều phải nhớ tới và dành lời khen ngợi đó chính là dòng sản phẩm Orient Sun & Moon. Ra mắt phiên bản đầu tiên năm 2012 và phải mất tới 3 năm sau phiên bản thứ hai mới được ra đời. Dù ở thời điểm hiện tại đã 3 năm từ khi phiên bản Sun & Moon Gen 2 được ra mắt, nhưng với thiết kế đẹp và ấn tượng so với các cái sản phẩm trong cùng phân khúc nên Orient Sun & Moon Gen 2 luôn giành được sự quan tâm của các anh em. Và hôm nay trong video này Doseco sẽ tiến hành đánh giá chi tiết cái mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 2 có mã là FET0T001V0 để cho anh em cùng chiêm ngưỡng và lý giải đâu là lý do khiến cho mẫu đồng hồ này giành được nhiều sự ưu ái đến vậy. Nhận xét ban đầu khi nhìn chiếc Sun & Moon Gen 2 thì tổng thể thế hệ Gen 2 là sự pha trộn cổ điển và hiện đại. Chữ số 5 mã dây da thì đem lại nét truyền thống và nhìn cái cách sắp xếp cấu trúc của mặt dial thì mang cái phong cách hiện đại. Nếu kim đồng hồ nằm trung tâm, các cái mặt sắp dial được sắp xếp tinh tế xung quanh tạo nên một tổng thể hài hòa và rất là bắt mắt. Mẫu Orient Sun & Moon FET0T001V0 thì sở hữu các mặt dial màu trắng trẻ trung và tươi sáng. Hòa trong thiết kế sang trọng của phần vỏ máy được mạ vàng PVD. Từ lâu sự kết hợp giữa màu trắng và ánh vàng thì luôn được các nhà thiết kế ưu tiên lựa chọn khi mà muốn tôn lên cái sự sang trọng và thanh lịch cho sản phẩm của mình. Sắc màu này thì cũng khiến cho toàn bộ phần kim cọc số sơn màu đen tương phản càng trở nên nổi bật và dễ quan sát hơn. Thay vì họa tiết độc nhất tia mặt trời Sunburst của Sun & Moon Gen 1 thì trên bản Gen 2 này, mặt dial được trang trí bởi nhiều vùng họa tiết Gunice tinh xảo và đẹp mắt. Ở các mặt sau dial nào họa tiết dạng các vòng tròn vân sóng lượn đồng tâm. Vùng tròn trong cùng nơi chứa các cái mặt sau dial thì là các họa tiết cổ điển quen thuộc dạng các ô nhỏ như một tấm thảm. Còn vùng chứa cọc số thì lại là họa tiết Gunice là các cái đường tròn mảnh đồng tâm. Toàn bộ phần họa tiết Gunice này thì đều được tạo nổi 3D nhìn tinh xảo sắc nét. Thay cho các cọc vạch có phần cứng cáp ở Gen 1 thì ở Gen 2 được thay thế bằng các chữ số 5 mã mềm mại. Mặt dial cũng được thiết kế tinh tế giúp cho chiếc đồng hồ nhìn thoáng hơn, thu hút hơn rất nhiều. Không chỉ nâng cấp trong thiết kế, bố cục của mặt dial Sun & Moon Gen 2 cũng có sự thay đổi giúp cho mẫu đồng hồ này trở nên cân đối và hài hòa bắt mắt hơn. Đầu tiên dễ nhận thấy chính là ô đình ngày hình chữ nhật ở vị trí 6 giờ trên phiên bản Gen 1 thì đã được thế chỗ cho biểu tượng cùng với tên thương hiệu của nhà sản xuất đồng hồ Orient. Cùng với đó là cái sự cách điệu của ô đình mới hình một đám mây được đặt ở giữa hướng 7 giờ và 8 giờ. Ô cửa đình này cũng được thiết kế to hơn, có thể hiển thị được 3 ngày, giúp cho anh em có thể xem ngày một cách dễ dàng hơn. Hai mặt sắp đầu lịch thứ và Sun & Moon thì vẫn được giữ nguyên ở vị trí 10 giờ và 2 giờ, tuy nhiên thì chúng có sự thay đổi trong thiết kế nhìn đẹp mắt, tươi sáng hơn. Rõ rệt nhất chính là cái phần cửa sổ Sun & Moon không còn là hình ảnh mặt trăng mặt trời đơn điệu không sắc màu trên bản Gen 1 mà đã có màu sắc rõ ràng chi tiết khiến cho cái ổn định Sun & Moon sống động như là cả vũ trụ được thu nhỏ trong một chiếc đồng hồ. Thiết kế kim trên phiên bản Gen 2 cũng được điều chỉnh cho phù hợp với phong cách mới này. Đó là dáng kim stick thanh nhọn của phần kim dây và dáng kim giờ kim phút là dáng kim lá liễu thanh lịch cổ điển. Ở trên mẫu Gen 1 thì cái phần kim này là dáng kim dolphin thanh nhọn và cứng cáp. Về phần mặt kính, Orient Sun & Moon Gen 2 được trang bị kính sapphire nguyên khối cao cấp được thiết kế cong nồi thay cho kiểu thiết kế kính phẳng ở trên Gen 1. Thiết kế mặt kính cong thì giúp cho đồng hồ mang cái phong cách cổ điển độc đáo hơn và giúp cho phần mật số trở nên bắt sáng tốt, dễ quan sát hơn cho anh em. Với cái phân khúc giá tầm trung của Orient thì đây thực sự là một điểm hấp dẫn cho sản phẩm này. Phần viền bên gen và cạnh bên của mẫu Sun & Moon Gen 2 FET001V0 được làm bằng chất liệu thép không dỉ mạ một vòng hồng nhìn thời thượng và sang trọng hơn. Phần viền cạnh máy này thì được thiết kế bo cong tròn nhẹ, tạo cảm giác mềm mại và đánh bóng chứ không góc cạnh và được mài sức mờ như ở trên mẫu Gen 1. Ở vị trí 3 giờ là núm vận chỉnh. Về mặt núm thì được khắc biểu tượng của thương hiệu Orient rất là tinh xảo và sắc nét. Trên mẫu Orient Sun & Moon Gen 2 thì kích thước mặt cũng đã được tăng lên từ 41mm lên thành 42mm, tạo sự hài hòa và thanh thoát. Độ dày cũng được tăng lên từ 13,3mm lên 14mm, tạo nên một cái tổng thể hài hòa và mạnh mẽ. Với kích thước như vậy, nó sẽ phù hợp với những em chu vi cổ tay tầm từ 15,5cm trở lên. Và theo mình thì sẽ hợp nhất với những em chu vi cổ tay tầm 16,5-17cm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lên tay sản phẩm này để cho anh em cùng quan sát. Như chu vi cổ tay của mình là 16,5cm nên mẫu này thực sự là hợp lý và cảm giác vừa vặn cân đối ôm tay. Về phần máy, mẫu Orient Sun & Moon Gen 2 thì sở hữu cỗ máy cơ tự động tương tự như ở trên phiên bản Gen 1. Đó chính là một cỗ máy Caliber 46B46 với 21 chân kính, tần số dao động là 21.600 lần/giờ và khả năng tích cót lên đến 40 giờ. Với cỗ máy này thì nó vẫn chưa có tính năng nên cót tay và dừng kim dây.
Ở phiên bản này, độ chứa nước của đồng hồ cũng được nâng cấp từ 30m ở trên phiên bản Gen 1 lên thành 50m, giúp cho anh em có thể hoàn toàn tự tin sử dụng em nó với những điều kiện sinh hoạt thường ngày như đi mưa và rửa tay. Về phần dây, mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon FEAT0T001V0 thì sở hữu dây da màu nâu bằng chất liệu da bò từ vân cao số sang trọng cùng với những đường chỉ may chắc chắn và tỉ mỉ. Mặt trong của dây da là lớp da nộn màu kem quen thuộc, đem lại cảm giác mềm mại và ôm tay khi đeo. Size dây của nó cũng khá là cơ bản là 2220 nên là dễ dàng thay mới cho anh em trong khi sử dụng. Ở trên phiên bản Gen 2 cũng được trang bị khóa chống cộp dây co cấp thay cho kiểu khóa cài cơ bản trên Gen 1. Phần khóa này thì được làm bằng chất liệu thép không gỉ 316N màu vàng hồng đánh bóng sang trọng và đồng bộ ở phần vỏ máy. Với việc sử dụng khóa chống cộp dây này thì giúp cho việc tháo mở dây của anh em hết sức là dễ dàng và nhanh chóng, như sử dụng kiểu dây kim loại và đồng thời giúp cho dây da không bị gập và sẽ trở nên bền đẹp hơn so với dùng cái kiểu khóa cài thông thường. Trên đây là video đánh giá chi tiết mẫu đồng hồ Orient Sun & Moon Gen 2 có mã là FEAT0T001V0 của Doseco. Giá mới ưu đãi cho sản phẩm này bên Doseco hiện tại là 6,7 triệu đồng, chỉ bằng khoảng 75% cái giá mà hãng niêm yết, cùng chế độ bảo hành 2 năm và nhiều cái ưu đãi thú vị khác. Anh em có thể tham khảo thêm tại địa chỉ website doseco.vn. Doseco cam kết tất cả các sản phẩm shop bán ra thì đều là hàng chính hãng. Anh em có thể mang đi kiểm định tại các trung tâm uy tín trên toàn quốc. Nếu phát hiện hàng fake, Doseco xin hoàn tiền 100% cho anh em. Để mua sản phẩm này, anh em có thể gọi vào số hotline mình để trong video, tới mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng mà mình để dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy thích và thấy video hữu ích, vui lòng hãy like và share video tới những người bạn của mình. Và đừng quên để lại comment ý kiến của các bạn về sản phẩm này. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Doseco, các bạn vui lòng bấm nút đăng ký kênh. Video của Doseco xin đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.